2024 bỏ ra số tiền 1,1 tỷ đồng để sở hữu một chiếc xe bán tải của nhà Toyota, chúng ta sẽ được những gì? Minh Huấn xin chào quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của HBK và showroom HBK Hà Thành Ca, địa điểm 279 Phạm Văn Đồng. Đứng cạnh Minh Huấn đây là siêu phẩm Toyota Hilux 2.8 AT, bản Adventure cao cấp nhất của dòng xe Hilux, sản xuất năm 2021, đi 3,8 vạn, mới về HBK Hà Thành Ca, địa điểm 279 Phạm Văn Đồng. Và hôm nay thì chủ đề của Minh Huấn muốn chia sẻ với cả nhà là năm 2024, cả nhà nếu bỏ ra cái số tiền là gần 1,1 tỷ đồng lăn bánh để sở hữu chiếc xe Hilux, cái phiên bản hai cầu Adventure này, thì chúng ta sẽ được những cái điểm mạnh gì? Và tất nhiên rồi, nhiều người thắc mắc là tại sao Huấn lại đứng cạnh chiếc xe 21 mà nói chiếc xe 24. Tại vì thưa quý vị và các bạn là 2021 và 2024 thì chúng ta sẽ cùng model, không có thiết kế gì thay đổi về phần ngoại hình cũng như là phần nội thất. Chúng ta sẽ chỉ có thêm cái option, đó chính là trang bị thêm cái cảnh báo vượt trên gương và cái 360 độ mà thôi. Vâng, quay lại với chiếc xe Hilux 2 cầu này thì với 1,1 tỷ đồng, giá niêm yết là 1 tỷ, lăn bánh trong xuôi là gần 1,1 tỷ thì chúng ta sẽ sở hữu được một chiếc xe 2 cầu. Chiếc xe này thì dẫn động 2 cầu cả nhà nhé, và động cơ là 2.8 lít. Với cái động cơ này á thì rất là khỏe khoắn, nhiều khách hàng, đặc biệt là khách hàng ở những cái vùng cao như là ở Nghệ An này hay là những cái vùng phía Tây Bắc rất là yêu thích chiếc xe 2 cầu này, tại vì nó khỏe khoắn, mạnh mẽ. Tại sao khách hàng lại thích 2 cầu trên Hilux hơn là 2 cầu trên Ranger? Tại vì Hilux bền bỉ, tiết kiệm và chỉ việc đi đổ dầu là đi thôi. Đấy là cái điều mạnh nhất của Hilux với cái sự khỏe khoắn nữa. Vậy thì với cái động cơ 2.8 lít thì cho chúng ta cái công suất lên tới là 200 mã tại 3.400 vòng phút. Một cái công suất rất là lớn, đúng không ạ? Và đặc biệt là chiếc xe này có cái mô men xoắn lên tới là 500 Nm tại 6.000 vòng phút. Với cái mô men xoắn rất lớn và công suất cũng rất là lớn thì chiếc xe này có thể là di chuyển qua bất kỳ mọi cái địa hình một cách dễ dàng. Đó, cái điểm thứ hai, cái điểm mạnh thứ hai trên chiếc xe này đó chính là cái thiết kế rất đẹp, rất khỏe khoắn, cả nhà thấy không? Phần đầu xe đó, hay là phần thân xe, đuôi xe, mọi cái thiết kế tổng hòa lại cho chiếc xe này cảm giác rất mạnh mẽ, như một con thú dữ vậy. Cái điều thứ ba là cái khoảng sáng gầm xe. Chiếc xe này lên tới là 28cm. Một cái khoảng sáng gầm xe lên tới 28cm thì cho chúng ta đi bất kỳ cái địa hình đồi núi, đồng bằng, kết hợp một cách rất dễ dàng, leo qua những cái địa hình phức tạp, không có gì là khó khăn cả. Và cái góc thoát trước sau đều rất là lớn cả nhà. Với những cái option trên trang bị trên chiếc xe Hilux bản 2 cầu full này với giá 1,1 tỷ thì chúng ta vẫn có những cái trang bị rất là cao cấp mà trên nhiều cái chiếc xe khác, thậm chí là những chiếc xe SUV hơn 1 tỷ khác không có. Đó chính là hệ thống an toàn safety sense. Đây là chiếc radar hỗ trợ cho hệ thống an toàn safety sense, bao gồm cảnh báo lệch làn, cảnh báo tiền va chạm thì trên cái phiên bản này đã có rồi. Cái thứ hai là cụm đèn, đây là cụm đèn full LED và có khả năng là thích ứng pha cốt hoàn toàn tự động, bật tắt cũng tự động. Phía sau đây trang bị là cụm đèn trước sau đều là dạng full LED hết, bán tải mà nhìn như SUV rất là đẹp. Trên phiên bản hai cầu này sẽ được trợ lực cả nhà nhé. Bây giờ Huấn chỉ dùng một tay thôi là cho lên rồi, rất là nhẹ nhàng, đúng không ạ? Khách hàng còn trang bị luôn cả cái nắp đậy rất là thể thao và xịn sò. Và bây giờ Huấn xin mời cả nhà đi vào phần nội thất để xem là cái phiên bản hai cầu đủ này giá 1,1 tỷ đồng lăn bánh sẽ có những gì nhé. Mời cả nhà vào phía bên trong xe. Hiện tại thì Huấn đang ngồi phía bên trong nội thất chiếc xe Toyota Hilux phiên bản 2.8 Adventure. Và tại sao khách hàng lại thắc mắc đây là một chiếc xe 1,1 tỷ? Và đây Huấn sẽ chia sẻ cho anh chị. Tại vì chiếc xe này á, nó trang bị rất là nhiều option, nhiều cái tính năng cao cấp mà nó xứng đáng với cái số tiền chúng ta bỏ ra là hơn 1 tỷ đồng. Cụ thể ở đây là cái phần ghế của Huấn ngồi là đều ghế da cao cấp cả trước và sau. Và đặc biệt là trên cái ghế Huấn ngồi là có ghế chỉnh điện 8 hướng. Đấy chỉ là một cái phần nhỏ thôi. Cả nhà nhìn phần tổng thể đi. Một cái thiết kế phần nội thất rất là đẹp, từ phần tấp lô cho đến ghế, hay là tấp ly cửa, rồi đến phần yên ngựa, hay là bệ tì tay. Mọi cái chi tiết thiết kế nó đều toát lên. Đây là một chiếc xe trong phân khúc cao hơn những chiếc xe khác. Đó. Điểm thứ hai là cả nhà nhìn về phần tấp lô đi ạ. Màn hình thì to bạn này, có thiết kế là GPS chỉ đường đó. Và đặc biệt là trên chiếc xe này sử dụng hệ thống loa JBL, nghe nhạc rất là thích. Cả nhà thấy một chiếc xe bán tải mà có loa JBL không ạ? Nghe nhạc rất là phê luôn, nhạc rất là căng. Đó.
Tiếp theo nữa là trên cái chiếc xe này hỗ trợ tính năng là cảnh báo lệch làn, cảnh báo tiền va chạm đều được trang bị trên vô lăng này, điều khiển một cách rất là dễ dàng. 1,1 tỷ chúng ta nhận được. Những cái điểm tiếp theo đó chính là gương chống chói tự động này, hay là chúng ta có điều hòa tự động này, kèm theo nữa là một chiếc gài cầu bằng điện, cũng như là hệ thống khóa vi sai cầu sau cũng có, hay là hệ thống hỗ trợ độ đèo DAC cũng được trang bị trên chiếc xe này. Và với những cái thiết kế đó thì chiếc xe này thật sự là xứng đáng với cái tầm tiền mà nó mà khách hàng phải chi ra. Ở đây thì chiếc xe 2021 này phần nội thất thì nó còn nguyên vẹn như mới, đặc biệt khách dán rất nhiều cái carbon để chống xước, tất cả mọi những cái chi tiết mà hay va chạm với chân tay thì đều hầu như Huấn thấy đều dán carbon cả cả nhà nhé. Vừa rồi Huấn chia sẻ với anh chị chiếc xe Toyota Hilux phiên bản 2 cầu Adventure 2021 cùng model với phiên bản 2024 lăn bánh hiện tại là 1,1 tỷ đồng. Và bỏ ra số tiền 1,1 tỷ trong năm 2024 đó, chúng ta nhận lại được rất là nhiều cái option, nhận lại một chiếc xe bán tải rất là mạnh mẽ. Nhưng nếu cả nhà muốn tiết kiệm một cái khoản tiền lên tới khoảng hơn 200 triệu đồng thì hãy đến 279 Phạm Văn Đồng. Đây, 20K Hà Tĩnh K. Chúng em đang có chiếc xe Hilux siêu lướt đi 3,8 vạn km, tình trạng đẹp như mới, màu xám lông chuột rất là đẹp và hiếm, đang được chào bán với giá là 875 triệu đồng. Tất nhiên là nếu anh chị thiện chí đến showroom, Huấn sẽ tiếp anh chị và sẽ có một cái giá yêu thương hơn khi anh chị vào việc cả nhà nhé. Và xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi Happy Car Hà Thành Ca. Nếu cả nhà có xe muốn bán với giá tốt, thủ tục nhanh chóng, bảo mật thông tin thì hãy gọi điện cho em hotline phía bên dưới, Huấn sẽ mua giá tốt nhất thị trường. Hoặc là cả nhà có nhu cầu mua xe qua sử dụng, hãy liên hệ hotline để Huấn sẽ hỗ trợ cho anh chị một cách nhanh chóng nhất. Xin chào, hẹn gặp lại cả nhà trong lần sau ạ.